trong xã hội, ma túy không chỉ gây nên sức khỏe của con người mà khiến nhiều người gia đình rơi vào cảnh bất cùng. Vâng, và để những thực trạng ấy sẽ được thể hiện qua tiểu phẩm hài Con Nghiện với sự diễn xuất của Hoàng Quang, Thu Phương và Văn Chí. Con xin mọi người chúng ta cùng theo dõi. Thôi đấy, thì các mong các bác đã chờ lâu tiểu phẩm hài kinh Con Nghiện xin phép được bắt đầu. Úi giời. Này, không phải đấy, đây tự đi được. Phạm cái ngồi. Chắc đẹp luôn. Tôi nói cho cậu biết, cậu mà chống cự một lần nữa nhá, trói cả chân lên mà trói tay đâu. Chắc đẹp luôn. Alo. Vâng, các đồng chí ạ. Vâng, tôi đây. Hiện tại thì bây giờ báo cáo các đồng chí như này. Vừa rồi là tôi bắt một con nghiện, nó ăn cắp một chiếc cốp xe đạp. Nhầm rồi đấy, cốp xe máy. Tôi. À, nó ăn cắp chiếc cốp xe máy. Vâng, thì các đồng chí trong đội của tôi là lên phường họp hết rồi. Bây giờ là mong các đồng chí đến giải ngay tên tội phạm này của tôi. Vâng, tôi xin cảm ơn. Mà công nhận bác cháy nhanh thật đấy à. Cháu là một phút mà bác cứ phóng vèo vèo. Này, nói cậu nhá, sáng nào cũng 2-3 vòng bầu đấy. Giời ơi. Bà xã thì tôi không ngăn cản á, chạy diệt giá, dứt khoát được giải. Úi giời ơi. Thế bác, cho cháu hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Mới 65 thôi. Mới 65 mà trong cái... Mới 65 tuổi mà cháu phải gọi chú là bác. Sao được. À mà bác ơi, năm nay bác 65 tuổi rồi mà trong khi đấy mỗi sáng bác phải 2 vòng bờ hồ, lúc đấy bác trong khi đấy bác phải từ trông phải bỏ mới nhỉ. Này, cậu nó đẻo tôi hả? Cháu làm sao dám nó đẻo bác. Nhưng mà cháu nói với bác một điều như này này, chạy thể dục buổi sáng chưa chắc đã tốt đâu. Ông cụ ta nói rồi, què chân bóng đá tóc mã điền kinh chết bất thình lình thể dục buổi sáng ấy. Ơi, không nhìn nhầm mì tôm nữa. Thế bác còn cười hỏi tên cháu làm gì ấy? Ôi, đây là quy luật của phường. Khai là tên gì? Tên gì? Này, tôi đùa với cậu nào, tên gì? Bác còn cười ra nhờ. Cháu tên gì, cháu bảo tên là gì? Chạy thì nhanh mà máu lên não thì chẳng thế. Tức là cậu tên gì? Vâng. Thế được rồi, họ gì? Họ bác gì? Họ là tên bố mẹ. Họ tên bố mẹ Tư rồi. Tư là Tư thế nào? Tư là Tư rồi, Tư bỏ ngay rồi. Không chịu được thằng con trai như này cho nên lôi gia đình, lôi bác cô mở cấu chú lên phường đóng dấu cái chân. Cháu thành đời cô lự. À, chắc là cậu con quý tử này suốt ngày mang đồ đạc của nhà mang đi đổi để hút hết chứ gì. Cháu không mang đâu, cháu mang đấy chứ. Xin, cho tử tế cháu mang đi. Không cho cháu vác qua cửa sổ luôn. Thôi rồi, nhà đâu? Đã là thằng đàn ông sống không cần nhà mà vẫn sống. Phải không ông bác? Ta đang nói đối đầu tạo đất ở đời, vai đâm thức giống thân mười thức cao, Tư Hải truyền kiều huyền du càng sao mốc. Nhằm mì tôm nữa, cụ thể nhà đâu. Sống không nhà, vĩnh tôi yêu những người khốn khổ. Này, tôi không hiểu tại sao cậu là một người am hiểu văn học kim cổ Đông Tây, tại sao lại lao vào đầu nghìn hút chứ? Cháu có lao đâu, nó lao vào cháu đấy chứ. Nhưng mà đầu tiên nhá, nó lao phát thứ nhất, cháu né được. Nó lao phát thứ hai, cháu cũng nhanh như sắp, cháu né được. Nó là phát thứ ba nhá, cháu nhanh như sắp, nhưng cháu không né được. Nghiện bao lâu rồi? À, thực ra cháu cũng nghiện lâu rồi. Cụ thể bao lâu? Bác đừng cười nhờ, đây không phải thành tích đâu mà ghi nhớ để mà báo cáo. Nhưng mà cháu cũng bỏ lâu rồi. Bỏ á? Cái mắt trắng dã, cái môi thâm xì kiểu bỏ á? Vâng. Nói cái gì, hút bao lâu rồi? Thật ra cháu bỏ lâu rồi, giờ cháu chuyển sang chích. Chích á? Vâng. Trước này ấy,
thì cháu đã cho Real Madrid. Nhưng mà giờ cháu chuyển sang Manchester United. Hỏng rồi. Hỏng là hỏng thế nào? Từ khi cháu chuyển sang chích ấy, bạn bè cháu cứ bảo thằng này nó bị điên. Người ta tiêm chích mang tiền về nhà, mình tiêm chích mang tiền từ nhà đi. Thế mới đau. Vậy cho nên là bây giờ không còn cách nào chữa. Vẫn còn một cách. Cách gì? Bạn cho cháu gọi một cuộc điện thoại. Này, cậu đi gọi điện thoại cho đồng đội giải nguy cậu nào. Cháu gọi cho người yêu của cháu được. Ngư cậu có người yêu? Vâng. Người yêu cậu chắc chả là cái quái gì đại loại. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Này, bạn đừng có đùa. Người yêu của cháu thôi chỉ là cái quái gì đấy. Thôi được rồi, gọi đi. Ok, cháu cảm ơn. Hy vọng là cô sẽ giúp được cậu. Smartphone đấy nha. Ghê nhỉ. Cái này có cả một sự smartphone được. Hello. Blue đẹp xong. Em yêu hả? Anh đây. Bạn bớ gì đâu? Đang còn ngồi đàm đạo rượu chè với các bác ấy mà. Cái gì đây? Bạn bớ gì đâu? Ra ngay nhá. Này, ai cho cậu nói cười à? Bác đã cho cháu mượn điện thoại thì bác phải tôn trọng quyền riêng tư của cháu chứ. Nhưng mà cậu không nói thế. Cháu có nói bác đâu. Cháu nói là người yêu cháu đấy chứ. Là cháu không nói thế, không được nói thế nhớ chưa? Không được nói thế chứ gì đấy. Đúng rồi. Cháu cháu hỏi cùng nữa. Không. Mà em chả hiểu nhá, thì thật ra anh xem em là cái gì của anh? Ok, em, anh xem đứng, anh xem em
là người yêu của cuộc đời anh. Thế còn tương lai của em với anh là gì? Tương lai của cuộc đời em với anh là hạnh phúc gia đình. Ôi dồi ôi, gia đình là linh tinh vinh. Ôi dồi. Nay ở bên Nhật trời đông lạnh lẽo, người yêu mình gốc địa kinh. Mà thôi, anh hỏi em hai câu nhá. Hai câu? Hai câu thì một câu được. Chứ mấy câu? Thôi hai câu đi. Mấy câu cũng được. Cái linh tinh vinh là cái gì? Không trả lời được đúng không? Người bình thường không trả lời được, cũng chi là mình. Và câu thứ hai anh muốn hỏi em. Đâu? Câu thứ ba, câu thứ hai nhỉ? À thì câu thứ hai đi. Anh muốn hỏi em câu này rất khó. Các bác phải có trí tuệ học, phải học cao mới trả lời câu này cực kỳ khó. Hỏi em hả? Anh hỏi em. Do you love me, forget me not? Em có yêu anh không? Này, thì trước đây em có yêu anh. Nhưng mà bây giờ thì... Đã là tình yêu. Nhưng mà... Đã là tình yêu. Nhưng mà... Đã là tình yêu ấy. Thì phải biết chấp nhận thương đau. Phải biết hy sinh vì nhau. Rồi sau này em còn là vợ. Là người vợ tuyệt vời của anh nữa cơ mà. Dùng thôi, người yêu không chấp nhận được nữa là vợ. Nhưng em ơi, anh hứa anh sẽ bỏ, anh sẽ cai nghiện mà. Bao nhiêu lần rồi? 29 lần rồi. 29 lần không làm được thì bây giờ nói cái gì cơ? Thì 29 lần trước là bước tiệm cho thứ lần thứ 30. Ôi dồi ôi. Nhưng mà em ơi, càng để nó khó lắm. Nhưng mà không sao đâu. Đã là thằng nào ấy, nói được là phải làm được. Nói được mà không làm được, ra đường trẻ con nó xinh vào mà các bác. 29 lần rồi. Nhưng mà trẻ con nhưng mà cai nghiện nó khó lắm. Chỗ cao thứ 30 là cai. Xin thề. Đầu tiên nhá. Thuốc nó vật mình. Xong mình cất lên vật lại thuốc. Xong rồi thuốc nó lại vứt lại mình. Nhưng em yên tâm đi, cuộc chiến nào cũng có luôn hồi kết thúc. Và mình thua luôn thuộc về anh. Bây giờ anh nói cho anh biết nhá. Nếu như anh ấy không động tuyển được hoa mai túy thì anh đừng bao giờ đến tìm em nữa. Mình à? Chia tay. Hả? À? Chia tay. Em ơi. Rồi thôi. Tình yêu 8 năm rồi. Có nhẹ một câu như đã đánh vào đầu thế. Cho nên tôi bảo là đừng bao giờ có tin vào, nên tin vào tình yêu chân chính. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy, cháu trả lời bác là cô ấy đi rồi. Đi rồi, ra cái ngồi, trả chỗ tôi ngồi không nhồi như bây giờ. Dùi, vợ nhờ, đi rồi, ra kia ngồi, trả chỗ tôi. Quá hừng. Alo, các đồng chí ạ. Vâng. Anh xuống thay ca tôi, cái bà xã ốm quá. Dạ, vâng, anh cố gắng thay ca tôi nhá. Nốt lần này thôi, chỉ một lần thôi, không có lần thứ hai. Dạ, tôi cảm ơn. Bố ơi. Kỳ đấy, ai gọi cho anh cho anh gọi tôi bố đây. Đến cha sinh mẹ đẻ ra anh không dám nhận thì là con rồi nhá. Nhưng mà bố ơi, những người năm tuổi bố con đều gọi bố là bố. Mà con đã gọi là bố là con phải kính nể như cha. Mà con đã gọi là cha thì con phải tưng bố ơi, con đã phải tưng người lên đây này này bố. Ơi, cậu ơi đừng có tung nắp nhà đấy, không làm gì đâu nhá. Bố ơi, là người phải thích yêu thương nhau chứ. Lá rách phải đùm lá lành, lá rách ít đùm lá rách nhiều, để hai chúng mình cùng rách đùm bố ơi. Trước khi con đi vào đây, các tay cắt bố con một ít thuốc bên ngoài bố. Bố giúp con, bố lấy giùm con bố. Ê, tôi không giúp được cậu đâu, cậu đừng có nói đến tôi, thằng trẻ con nhá. Nói thằng trẻ con. Trẻ con thì mặt như trái cả. Trẻ con thì mà râu riêng. Rồi, nói người ta cũng không tin. Nhưng mà bố ơi, bố giúp con được không bố ơi? Bố là bố phụ, bố là ông nội. Bố là bố phụ, bố bạn, bố bà. Bố ơi, bố giúp con. Anh, đừng. Bố mà không giúp con này phải đi tìm tấm tan chính đáng ngay. Ôi, đừng chết anh, đừng hy sinh. Cậu con trẻ, cậu
lại mà chả nói được. Bố con nghiến đâu mà không biết. Bố con nghiến đâu mà không biết cái cảm giác rời bò trong trứng. Bố con nghiến đâu mà không biết cái cảm giác vật vã trở về. Vật vã ra đi bố ơi. Bố ơi, cậu ơi, cậu đừng ra đi. Đây thiệt hạ tôi lắm cậu ơi. Bố con giúp tôi con này phải tinh tâm thần này bố ơi. Bị thằng này chiếm hữu lâu. Ôi, bà ơi, đừng nói dối bà ơi. Vâng vâng, tôi về ngay đi, tôi về ngay đây. Cậu ơi, cậu con trẻ thì cậu cai nghiện đi. Cậu thấy chưa? Nhưng mà cai nghiện nó khó lắm. Mà ông là cái đinh gì mà ông can thiệp vào cuộc đời tôi? Tôi là cái đinh, cái nồi, cái chảo chính được. Mà thôi, cậu mấy cậu con xem. Mới có hai mấy đầu nhìn như cái ông cô nộ tôi. Bố ơi, cai nghiện nó khó lắm bố ơi. Buông ra. Buông ra. Tôi không buông. Buông ra. Cậu trẻ tôi cai nghiện đi. Buông ra đi đâu. Quá trời ơi. Cậu lên đây nằm dưới sàn lạnh. Đau quá. Lạnh quá ngồi đi. Đừng nằm dưới sàn lạnh. Đấy, mẹ nó khổ vậy đấy cậu. Lạnh lắm. Nhưng mà tôi coi cậu như con tôi thôi. Bố yên tâm đi, con không bị si đa đâu. Hả? Con không bị si đa thật á? Ừ, không bị si đa. Để tôi báo với bà tôi biết. À, alo bà. Vâng, vâng, vâng. Nó không bị si đa đâu bà. Dạ, dạ. Sao cơ? Si đa nào? Chị bị si đa. Bà đi rồi. Rời ra con mỗi người.